Em mời mọi người nha. Ngon quá. Đúng chị ơi. Ấm mà mong linh. Ồ, nhà trồng cây đu đủ mà cây đu đủ thì trồng trong chậu cho nên là chắc không có trái đâu. Cái lá mọi người thấy không, nó không có đủ dinh dưỡng để mà nó lớn, nó phát triển nổi. Cho nên chặt ăn cho rồi. Trời ơi, tôi cầm dao, cầm đồ ra để mà chặt nó. Mà tôi cứ lắc, cái nó gãy ngang luôn, thiệt là nó giòn thiệt. Nó giòn luôn á, không cần phải dao kéo gì hết. Đó, chỉ có xước một cái, nó còn cái miếng da ở ngoài mình cắt nó thôi. Đó, giờ mình bắt đầu mình bẻ hết cái lá cành á. Xong rồi mình sẽ gọt vỏ. Mình chấm với lại mắm linh ăn thử coi sao. Nghe trên mạng đồn là ăn rất là ngon. Ăn ngon dữ lắm, mình ăn thử coi. Cô ba cũng chuẩn bị sẵn chén mắm nêm với lại ớt với lại xả cắt miếng mỏng mỏng. Trời ơi, từ đây tôi cắn vô một cái nó giòn rụm mà. Từ đây cái khúc này tôi nhân mặt này nó mắm nó mặn quá đó mọi người. Lúc mà pha mắm đó mình quên trộn lại cho nó vừa vậy. Nó mặn quá. Nhưng mà rất là ngon nha. Ai chưa ăn thì ăn thử đi. Chứ mà đừng ăn nhiều quá. Uống cái đu đủ. Đu đủ trồng lớn được như đó mà bẻ ngang ăn uống. Rồi, video đến đây là kết thúc. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người vào video kế tiếp. Bye bye.